Vâng, và hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023. Và như đã hẹn với mọi người thì buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người một vị trí đường cầu sang thủ đô cùng với một cái vị trí của đường cầu rất đặc biệt, cực kỳ là hay cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ bảy của ngày mùng 4 tháng 2. Và trên màn ảnh của chúng ta đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Mình sẽ viết hôm qua một chút. Ở vị trí đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người là số kép 66 đây. Ngày hôm qua ra kép 55 rồi, ngày hôm nay chúng ta lại có kép 66. Đường cầu với đặc biệt quay cũng khá là ảo anh em ạ. Ba càng thì có cho anh em là 766 và cả bộ số là 52766. Ở vị trí lô hai nháy thì ngày hôm nay có cho người số 39 này. Tiếp tục là vị trí con số 46 này, con số 74 này, con số 91 và con số 94. Đầu lô tô thì ngày hôm nay có một đầu là bị câm đối với vị trí của đầu 0. Và lô kép thì có cho một người là kép 11, kép 22, kép 66 nữa này và còn vị trí con số kép 88 nữa. Ok, thì vừa qua mình cũng điểm lại cho mọi người một số các điểm nổi bật của bảng kết quả. Và tiếp tục quay trở lại với vị trí của đường cầu sang thủ đô buổi trưa ngày hôm nay mình có đăng tải cho anh em. Chúng ta cũng may mắn chiến thắng được cái vị trí của cặp 2552. Thì cái đường cầu lô này thì đây là một cái sự kết hợp cũng khá là hay của cái vị trí giải nhì, giải ba. Mọi người có thể nhìn thấy khá là rõ trên màn ảnh đây. Thì mình gửi đến một người đó chính là cặp 2552 thì chúng ta chiến thắng được đó chính là con số 25. 25 thì ngày hôm nay nó giảm khá là thoát tim anh em ạ. Nó ra bộ số cuối của giải 7 đây này. Rồi thì tiếp tục quay trở lại với vị trí đường cầu sang thủ lô dành cho ngày mai. Thì cái đường cầu đầu tiên thì đây là một cái sự kết hợp của vị trí giải nhì và giải ba. Mình sẽ phân tích cái đường cầu này cho anh em lại một lần nữa như sau. Giải nhì chúng ta lựa chọn cho mình là con số đầu tiên của bộ số đầu tiên này. Nó xuất hiện cho anh em là con số 2. Xuống giải ba chúng ta lựa chọn là con số đầu của bộ số 6. Xuất hiện cho anh em là con số 5. Kết hợp với nhau chúng ta có vị trí của 2552. Đây là cái đường cầu mà buổi chiều ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho anh em cầu lô. Chúng ta chiến thắng con số 25. Rồi tiếp tục nhìn nhận tại cái vị trí đường cầu này, ở bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay cũng đã có rồi. Nhìn nhận cho ngày mai. Giải nhì đây chúng ta, thứ nhất là chúng ta lựa chọn đây con số đầu của bộ số đầu tiên, có cho em là con số 1 này. Xuống giải ba đây chúng ta lựa chọn là con số đầu của bộ số 6, xuất hiện cho em là con số 3. Kết nối với nhau chúng ta có vị trí của 1331. 1331 thì đây là về với cầu sang thủ lô anh em nhé. Đó. Thì những anh em nào chơi lô thì mọi người có thể lưu lại cho mình cặp số này. Để mà nhận định thì đây là một cái vị trí cầu lô rơi anh em ạ. Đây mình điểm qua một cho anh em một chút cặp 1331 này. Thì hiện tại cặp 1331 thì một tháng gần đây thì nó ra là 17 lượt. Thì đây một cái tỷ lệ không có quá là cao. Và với cái tỷ lệ này thì ngày hôm nay nó cũng đã ra là con số 31. Đó, thì đây là một vị trí lô rơi. Đây là đang thiên hướng về cả cặp anh em nhé. Rồi, thì về cặp số là ngày mai thì mọi người có thể chơi được cho mình. Với cái điều kiện là anh em phải đánh cho mình cả cặp, nó sẽ an toàn cho anh em nhất có thể. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ phân tích ở vị trí đường cầu thứ hai là về cái đường cầu giải đặc biệt. Đường cầu thứ hai này thì mình sẽ phân tích cho anh em cái đường cầu nó chạy cũng khá là thông, cầu đề như sau. Đó, đây là một cái đường cầu mới nên anh em cần chú ý nhé. Đầu tiên là sự kết hợp của giải nhì này. Giải nhì chúng ta lựa chọn là hai con số đầu của bộ số thứ hai. Cái vị trí này xuất hiện cho anh em là con số 6 và con số 5. Đây là bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 1 nhận định cho ngày mùng 2 nhé. Mọi người kết hợp cho mình này, giải 6 lựa chọn là con số đầu của bộ số thứ 3, xuất hiện là con số 7 này. Giải 7 chúng ta lựa chọn là con số đầu nằm trong bộ số thứ 2 có con số 5. Và vị trí con số đầu của bộ số thứ 4 của giải 7 xuất hiện cho anh em là con số 0. Thì cái vị trí giải đặc biệt của ngày mùng 2 nó ra là kép 55. Thì khi con số 5 ở đây nó kết hợp con số 5 ở đây thì nó sẽ báo về con số kép 55 cho vị trí giải đặc biệt của bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 2 đấy. Đó, anh có thể nhìn thấy khá là kỹ đây. Rồi tiếp tục thì bây giờ mình sẽ phân tích này, vẫn tại cái vị trí cái đường cầu này. Chúng ta nhìn nhận là bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 2 cho ngày hôm nay là ngày mùng 3 nhá. Giải nhì đây chúng ta xuất hiện là con số 6 và con số 3 đúng không? Xuống đây giải 6 chúng ta lựa chọn đây. Thì ngay cái vị trí này nó đã có con số 6 rồi. Đó thì 6 kết hợp với 6 ở đây thì nó sẽ trả về là kép 66. Nó trùng với vị trí giải đặc biệt của ngày hôm nay. Ok, tiếp tục thì bây giờ mình sẽ phân tích cái đường cầu này ở bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay cho ngày mai. Giải nhì mọi người lựa chọn cho mình là gì? Hai con số đầu đó, nằm trong bộ số thứ hai của giải nhì thì đây nó xuất hiện là kép 00, chúng ta có một vị trí thôi và nó tối giản được khá là nhiều. Giải 6 chúng ta lựa chọn này, con số đầu của bộ số thứ 3 xuất hiện là con số 2 này, con số đầu của bộ số thứ 2 của giải 7 này, con số 6 này và vị trí này nữa. Vậy chúng ta chỉ có vị trí của tứ thủ đề là 020 và 060. Đó, đường cầu khá là chất lượng, trả về cho anh em duy nhất vị trí tứ thủ đề.
Đó, anh em phải lưu lại cho mình. Và cái gốc của nó là con số 0. Thì ngày mai thì mọi người có thể quan tâm đến cho mình. Mình sẽ đưa đây cho anh em là về vị trí của đề chạm 0 anh em nhé. Mọi người có thể quan tâm đến cho mình là về vị trí đề chạm 0. Khá là sáng anh em ạ. Ok. Rồi thì vừa qua mình cũng điểm lại cho mọi người những cái vị trí của lô, của vị trí đề cho anh em tham khảo vào ngày mai là thứ 7 của ngày mùng 4 tháng 2. Và cũng còn một cái vấn đề là cũng cực kỳ là quan trọng tất cả mọi người. Thì những anh em nào đang thua tha lạ lần, đang xa bờ, cần hỗ trợ về những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu quan thông dài hơn thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo cầu kín chốt số VIP, đó chính là 035750 và 0157 anh em nhé. Và khi anh em liên hệ đến Zalo này thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em từ cầu lô, cầu xiên cho đến vị trí cầu đề và 100% là hỗ trợ cho anh em là phí sau giờ quay. Đây anh em yên tâm cho mình nhá. Anh em nào dùng Zalo thì mọi người liên hệ qua Zalo, còn không thì mọi người có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được. Đó, mình xin phép đọc lại số Zalo một lần nữa là 0357500157. Luôn hân hạnh chào đón các anh em. Ok. Và thời lượng của video thì cũng như hàng ngày thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người là buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân. Và ngày mai chiến thắng tất cả những con số anh em lựa chọn và những con số mình đưa ra nhé. Ok, và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Chào tất cả anh em.